Trong tất cả các cuộc hội thảo, Tổng Giám đốc của Sky Mining luôn khẳng định hoạt động của công ty này không phải là đa cấp. Nếu đến với Sky Mining mà không bỏ thì cái tư duy đa cấp nó không có xấu. Nhưng mà đừng có đi theo cái tư duy đa cấp, vì Sky Mining là đi theo truyền thống. Hoa Hồng chỉ là khoản tiền nhỏ cắt lại cho các đại lý bán máy. Thế nhưng, Tổng Giám đốc Sky Mining lại khẳng định nhiều người có thu nhập lên tới cả chục nghìn đô chỉ trong vài ngày. Sky Mining đến giờ này thì có khoảng 100 anh em có thu nhập thụ động mỗi ngày là 5.000 đô. Tiền đâu nhiều vậy? Chúng tôi quyết định tìm hiểu về những bất thường này bằng cách thâm nhập vào một loạt những xưởng đào lớn tại nhiều tỉnh thành, từ Nghệ An, Hải Dương đến Hà Nội. Và tại Thái Bình, một trong những xưởng lớn nhất của Sky Mining phía Bắc, chủ xưởng cho hay mới chạy được vài tháng nhưng đã có 100 người đầu tư hơn 300 máy. Thấy chúng tôi đã tham gia Sky Mining, lại có tiềm năng phát triển hệ thống, chủ xưởng trực tiếp tư vấn và tận tay vẽ mô hình hệ thống đang áp dụng. Đó là hệ thống hai nhánh hình tháp quen thuộc với mức hoa hồng được hưởng lên tới 7 bậc. Cao nhất F1 là 5%, tới F7 là 1%. Tổng hoa hồng lên tới 34% doanh thu cả hệ thống. Càng kéo được nhiều người tham gia thì hoa hồng càng tăng. Ví dụ, với hệ thống trên, chỉ cần mỗi người đầu tư một máy 5.000 đô, cả hệ thống có doanh thu 70.000 đô. Tổng Tuyến nghiễm nhiên bỏ túi hàng chục nghìn đô. Sử dụng một tháng, tiền lãi của mình không làm cái gì thì được có 1.200 thôi. Đúng không? Mà đây mình gần 3 tháng thì đã được 14.000. Chỉ tiền hoa hồng thôi đã được hưởng 5.000 đô một tuần do kéo thêm nhiều người thì hoàn toàn không phải là con số nhỏ như Tổng Giám đốc của Sky Mining khẳng định ban đầu. Thế có nghĩa, theo mô hình này, phần lớn thu nhập của người trước đều do người sau trả. Người ta đã chuẩn bị cho mình rồi. Có cộng đồng lớn và thời gian cứ 5-6 tháng rồi. Mình cũng bị thử, mình sẽ mất một vài tháng, rất là phí. Thì cái lượng người ở sau khách tốt của mình sẽ trôi đi để không khác. Nhưng mà nếu cộng đồng em đập vào và chạy luôn thì nó full thở quá rất là nhanh. Chưa hết, theo mô hình tháp này, Tổng Tuyến còn được hưởng khoản hoa hồng cân cặp tới 10%. Đây được xem là một cách để khuyến khích phát triển hệ thống thêm nữa. Ví dụ, cùng một nhánh F2, nếu nhánh trái đầu tư 10.000 đô, nhánh phải đầu tư 12.000, thì ngay lập tức Tuyến sẽ được hưởng 10% của 10.000 đô, tức là 1.000 đô. Nếu cân cặp toàn hệ thống, thì hoa hồng sẽ là con số rất lớn. Gói 500 thì cân cặp 7%, nếu vào gói 1.000 thì cân cặp 8%, cái gói càng 3.000 thì 9%, 5.000 thì 10%. Cái gói càng to thì cân cặp. Gói cân cặp nữa, còn trực tiếp như nhau. Theo các Tổng Tuyến tính toán, thì tiền thu từ hoa hồng trong hệ thống chiếm tới 90% thu nhập. Chính đó là lý do khiến cho mức lợi nhuận 300% cho một gói sớm đạt. Đó cũng chính là lý do khiến cho nhiều người vào trước cố kéo bằng được càng nhiều chơi tiếp theo càng tốt. Bởi Sky Mining sẽ không bỏ tiền để trả cho bất kỳ người chơi nào, mà chính người chơi tự trả tiền cho nhau, người sau trả cho người trước. Thì anh đang một gói 5.000 nên anh lấy luôn được cả 1.500, 2.000 đô rồi. Thì nó hỏng. Và chính vì vậy nó phải điều chỉnh. Nó trả qua 300 nó bị vượt ngưỡng của nó luôn. Chắc chắn là một nữa. Chúng tôi đem những chứng cứ về mô hình hoạt động tháp này đến gặp các chuyên gia tài chính. Thì họ cho rằng đây là hình thức huy động vốn với lãi suất cao, với vỏ bọc là hợp đồng hợp tác đầu tư, sử dụng máy đầu coi như là công cụ nhằm hợp thức hóa việc huy động, để người góp vốn thấy mình có tài sản và có khai thác, tạo ra giá trị để trả lãi. Song thực ra là một dạng đa cấp mới, biến tướng tinh vi. Đây là một cái hình thức gọi là đầu tư đa cấp và nhằm mục đích là huy động vốn càng nhiều vốn càng tốt, hứa trả lãi suất cao, với cái danh nghĩa của cái thương vụ đầu tư là đầu tư để mua máy đào tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số. Theo các chuyên gia thì đây là mô hình đa cấp mới, biến tướng tinh vi. Không phải đầu tư vào các gói tiền ảo như AOC hay iFan trước đây, mà đầu tư vào máy đào coin, tức là Sky Mining đánh vào tâm lý tạo cảm giác yên tâm cho nhà đầu tư rằng họ được sở hữu tài sản thật, chứ không phải là những đồng coin ảo như những vụ đa cấp trước đây. Nếu không xảy ra vụ việc Tổng Giám đốc của Sky Mining bất ngờ mất liên lạc, thì những nhà đầu tư này đã bỏ 5.000 đô để đầu tư vào Sky Mining. Vì cũng như hàng nghìn người khác,
họ đã từng tin chỉ cần bỏ chút tiền vào scam mining là bỗng chốc giàu có.